vui tình cảnh ha, nước Việt Kiều chiều ra cả nhà, đây chiều ra ha, hình ấy luôn tình cảnh chú nói gì ba gì năm gì bảy lên sân bay nước Việt Kiều ha, nó vui luôn. Ồ, hai đứa nhỏ được tẩy vali xịn quá. Hello, hello, Nhớ xin mến chào hết tất cả cô chú anh chị Việt Kiều khắp nơi trên thế giới nha. Ngày hôm nay Nhớ tiếp tục đi ra ngoài phi trường Tân Sơn Nhất năm xưa, ngày nay là sân bay Tân Nhất Sài Gòn, để ghi hình cho cô chú anh chị và các bạn xem cái khung cảnh Việt Kiều khắp nơi trên thế giới về ngày hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2024 ha, đó là cuối tháng 10 cuối năm nữa cô chú bác. Ngày âm lịch là ngày 24 tháng 9 âm lịch, có nghĩa là còn vỏn vẹn tháng 9 rồi tới tháng 10 nè, cuối tháng 9, cuối tháng 10, cuối tháng 11, cuối tháng 12, vậy là còn khoảng 3 tháng tí xíu nữa là tới cô chú bác, 3 tháng đúng nữa đó. À, còn có chưa đầy 2 tháng nữa là tới Noel rồi. Đó, ở bên Mỹ bây giờ nghe nói là cũng sắp tới lễ Halloween rồi phải không cô chú bác, Black Friday này nọ đó, Black Friday này nọ ha. Đó, còn đây là khung cảnh ở sân bay Tân Nhất ngày hôm nay nè cô chú bác. Nhớ nhìn thấy là vào cái thời điểm cuối năm ha, là cũng khá đông đó, bà con của mình ra sân bay rước Việt Kiều đó, cô chú anh chị thấy không, khung cảnh ngóng chờ ở sân bay ha. Nè cô chú bác, họ gọi Việt Kiều Mỹ ra nè, Việt Kiều Mỹ ra đứng nhóc hết trơn ha. Đó, cái cô này nè, có một thùng giấy, hai thùng. Nó đi với ông xã hay gì cô chú bác bên kia kìa, có một hai thùng giấy nữa ha. Vào cái thời điểm cuối năm như thế này á, Nhã cảm giác là ở sân bay Tân Nhất Sài Gòn không có nhiều cái thùng giấy lắm cô chú bác. Mà cái thời điểm cao điểm vào cái lúc mùa Noel với lại là Tết ta đó, thì Nhã nhìn thấy là nhiều cô chú Việt Kiều ha. Nhã nghe chia sẻ là nhiều cô chú Việt Kiều trước khi về Việt Nam là vô những cái đại siêu thị ở bên nước Mỹ như là Walmart hay là Costco để mua những cái thùng quà. Trong đó là có thể là có sô-cô-la Mỹ nè, rồi dầu gió hiệu Eagle, hiệu con đẻ bàn đó cô chú bác, và kem đánh răng. Ai cô chú Việt Kiều nào mà có điều kiện hơn là mua quần áo với lại dầu thơm Chanel, hay là những cái quần ông địa, hay là những cái đồ hiệu, hoặc là nho Mỹ, hoặc là có nhiều khi không biết thịt bò có mang về Việt Nam được không cô chú bác. Còn đây là khung cảnh lòng vòng xung quanh sân bay Tân Nhất ha. Không biết là giá vé máy bay năm nay vào cái thời điểm Tết Nguyên Đán thì nó như thế nào cô chú bác. Nhưng năm ngoái ha, Nhã nhớ là ngày mùng 1 Tết, chuyến bay thẳng mà cô chú anh chị Việt Kiều mua vé máy bay từ Bắc California, từ thành phố San Jose đi về Tân Nhất Sài Gòn, giá vé mùng 1 Tết là 50 triệu đồng ha, rất là mắc luôn cô chú bác. Bây giờ cuối tháng 10 thì giá vé máy bay còn rẻ, những ngày nói nhiều cô chú anh chị săn chỉ cỡ đâu 24-25 triệu là có vé máy bay khứ hồi, bay về Việt Nam chơi rồi bay ngược về Mỹ luôn. Đây là khung cảnh xung quanh cô chú bác, bà con mình lóng ngóng đợi chờ người thân ra ha, rất là thương luôn. Cái cảnh này là nó hiếm gặp lắm cô chú bác. Đó, bây giờ cuối tháng 10 thì mấy em học sinh cũng bận học thêm rồi học đủ thứ cô chú bác, ở Việt Nam mà học rất là nhiều đó, nhưng mà hiệu quả thì cũng không có cao nhiều cô chú bác. Đó, đó, rồi bằng cấp ở Việt Nam thì nhớ nghe nói là đi qua Mỹ đa phần là phải làm lại từ đầu đúng không cô chú anh chị. Đó, cũng khổ ha. Đây là xung quanh nè. Ồ, cái anh áo xanh anh đẩy ra rồi anh đi vô, chắc kiếm người thân á, gọi điện thoại kiếm người thân á cô chú bác. Đó, không khí ha, sân bay Tân Sơn Nhất Sài Gòn ngày hôm nay có con nhỏ nó theo mẹ nè, đó thấy nhà quay phim nó lóng ngóng nó nhìn ha. Rồi đi qua bên đây cô chú bác, đó xung xung quanh luôn, quá vui ha. Còn bên đây nè cô chú bác, ơi mấy cái anh taxi anh hay là trước khách gì anh ngồi anh cầm cái bảng nè đó cô chú anh chị thấy không, khung cảnh Việt Kiều ha. Nó cô chú anh chị Việt Kiều có về Việt Nam chơi cần quay phim đẹp giá rẻ từ đây đến Tết
ta nha, là nhã nhận quay rước khách ở sân bay. Đó, bất cứ thời gian cô chú anh chị về buổi khuya, buổi sáng hay là buổi trưa gì, cô chú anh chị cứ liên hệ với nhã số ở trên màn hình Viber, Zalo là 0356610681. Nhã đợi số điện thoại phía bên dưới coi bác. Ồ, mấy em nhỏ được đẩy xe ra luôn, sướng ghê ta. Đúng là mấy đứa ở bên Mỹ ha, với lại mấy cái vali ở bên Mỹ nó đồ hiệu coi chú bác, nó bền quá. Chứ ở Việt Nam vali mà ngồi lên chỗ đó là nó rất dễ để mà hư ha, không khí xung quanh nè coi chú bác. Ngày hôm nay thì sân bay Tân Nhất khá đông thôi, khá đông so với thời điểm cuối năm mà coi chú bác. Đó, hy vọng là đến cái mé mà Noel cũng như Tết Tây năm nay ha, là Việt Kiều về vui hơn nữa. Đó, rồi cô chú anh chị bút nhã ha, nhã ra sân bay đón cho nó vui. Đó, không khí xung quanh nè, cô chú anh chị thấy không? Đó, quá đã, quá vui cô chú bác. Rồi bây giờ nhóm mời cô chú anh chị cùng quay trở lại xem trực tiếp khung cảnh ngoài sân bay như thế nào, ra làm sao nha. Không khí ok, có phòng giấy kìa, có phòng giấy kìa, kêu phòng giấy ra. Đó, vui kêu thùng giấy, quá vui, quá vui, quá vui cái nhỉ. Không khí xung quanh đây à, đi tiếp nha. Là thùng giấy nè, thùng giấy đó, rước khách kêu của cái nhỉ. Đây thì ra ha, thùng giấy thì ngấy luôn. Khung cảnh xung quanh sân bay Tân Nhất Sài Gòn nha cả nhà, phi trường Tân Nhất năm xưa, hôm nay là sân bay Tân Nhất Sài Gòn ha. Rồi thùng giấy ra, quá vui, quá vui cả nhà. Đây có anh này, một thùng giấy hai cái vali, quá vui luôn. Rồi ở đây cũng có khách rồi cả nhà, đây cũng có khách ha, đây đây đây, quá vui luôn. Khách Việt Kiều ra cả nhà, nó cũng một thùng giấy trắng với hai cái thùng màu trắng luôn, rất là phong cách ha. Rồi dài đằng kia nữa kìa, dài đằng kia nữa, mấy người nữa cả nhà. Đó, đó thùng giấy lên, vui ghê. Rồi đem lên, đem lên, lên lên cả nhà. Cảnh ha, wow, cảnh luôn, cảnh luôn. Đầu sắp vô, đầu sắp vô, cảnh luôn, quá vui, quá vui, khung cảnh ở sân bay đó cả nhà. Đây đây đây, rồi đến đây nha, đi hình cho nhau xem. Rồi cảm ơn cô chú anh chị các bạn nhiều nha, quá vui, khung cảnh rước mà cả nhà. Đây ngày hôm nay ha, ngày hôm nay không khí khá là đông cả nhà. Đó, không khí ở sân bay nè. Đó, mấy gì chú, mấy gì ba, gì năm, gì bảy lên sân bay rất là chiều ha, nó vui luôn. Đó, ở dưới quê lên ha, rất là vui, hai công diện đồ giống như đi đám cưới trơn ha, nó vui. Đó, còn đây là phía sông sân bay, trong sân bay này cái gì. Quá vui luôn. Đó hình ảnh cô chú anh chị và các bạn đang xem là khung cảnh ở ngoài là phi trường Tân Nhất năm xưa, ngày nay là sân bay Tân Nhất Sài Gòn ha.
quá vui luôn, quá vui luôn cả nhà. Đây, có những cái hàng ghế trong đây thì cũng còn hơi hơi trống nè, nó không có quá đầy như dịp Tết ha, quá vui cả nhà. Ở đây họ để có ba cái hàng ghế à.